chào quý vị khán giả của 1000 độ hot. Hy vọng cái tiết mục của nhóm sẽ đem tới những nụ cười thật là thú vị, những bài học nó nhẹ nhàng và đem sức trẻ của sinh viên đem tới cho quý vị khán giả những nụ cười là sảng khoái trong chương trình. Tắm mà lần tắm sâu thỏa mãn la quá vậy ta. Ai vậy? Mình nè. Ai vậy? Mình nào? Tân nè. Ai vậy? À Tân hả? Tao Đạt nè. Tân ơi. Sao Đạt? Có gì không Đạt? Mày tắm xong như vậy la tắm mà mày la ó quá vậy? Trời, đang tắm mà. Tắm là một niềm đam mê mà. Tắm mới từ từ chứ. Có chuyện gì vậy? Đang gấp quá rồi, mày tắm lẹ lẹ đi rồi tao vô tắm nữa. Bữa nay đi thi rồi, tắm trễ không có được. Bữa nay đi thi lẹ lên. Ủa, bữa nay đi thi hả? Ờ. Trời ơi, có chuyện này vui lắm. Cái gì? Tao bị cấm thi rồi. Mày cấm thi mày cũng khoe nữa. Bây giờ mày bị cấm thi thì mày tắm lẹ đi để tao vô tao tắm tao đi thi. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Em đang kỳ cái chân. Chân cái chân em kỳ. Kỳ chân xong rồi em kỳ cái tay. Kỳ tới kỳ lui xong em qua cái bụng. Em đang kỳ cái tay xong em kỳ rúng em. Tắm mà mày còn hát nữa hả mày? Mày vỗ quýt dày thử có móng tay nhọn thôi mày. Xạo với tao hả mày? Ôi đã quá, mát quá, trời đất ơi. Nè, đếm từ 1 tới 3 coi lõa lồ chạy ra liền. 3, 2, 1, chạy mày. Quay, Đạt. Đạt lên. Cái gì vậy? Con gián đại ca. Gián đại ca, gián chùm cuối. Tướng tự con về mà sợ gián ha. Cái tự con gì cũng sợ hết. Bắt gián. Gián đại ca mày đâu? Gián đại ca, chẳng quá. Hay. Nè. Con này đúng không? Gián đại ca, ơi, đừng sợ. Đấy, đại ca mày. Ê! Mày chết mày với tao. Trời ơi trời. Sao tao? Anh hùng thấy ớn không? Ủa, dán rồi. Nằm trong chân mày kìa. Quay. Tao biết mày quá mà suốt ngày hở miệng rồi đánh lộn. Đánh lộn tùm lum tà la. Cuối cùng ai sợ con dán là sao mày? Đạt. Cái gì? Người hùng của Tân. Mày. Đạt à. Không may tốt với Tân bằng Đạt. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta bên nhau nhé. Đừng lìa xa nhau nhé. Mình mãi mãi bên nhau nhé Đạt. Thôi giờ vậy. Sao? Thân xác Đạt đây. Tân muốn làm gì thì làm đi. Nhưng Tân không bao giờ chiếm được trái tim trong chắc của Đạt đâu. Khùng quá cha. Ôi anh, trời ơi. Mày bị điên hả mày? Mày làm vậy? Đạt nghĩ tàu lao gì vậy? Ý Tân ở đây là Đạt, Đạt là người hùng. Đúng không? Đạt lúc nào cũng bảo vệ những người yếu hơn mình đó đúng không? Không có ăn hiếp. Đạt yên tâm đi. Bắt đầu từ bây giờ Tân sẽ đi đồ hết ký túc xá luôn. Hết cái chỗ này luôn. Nói là Đạt là anh hùng. Đạt sẽ là dũng sĩ. Các bạn ơi. Bạn Đạt của chúng ta là bay đời giác. Thằng khùng. Trời, mất thời gian với nó thiệt chứ. Tắm rồi mà còn ghẹo mình nữa. Vô tắm liền tay. Ấy chết rồi. Đi tắm mà quên mang đồ thai mới chết. Ngớ ngẩn thật. Chạy đi lấy.
ngoài ký túc xá nam chi nhỏ. Trời ơi, thì mày biết rồi đó, bên ký túc xá nữ của mình á, mấy nay đâu có nước tắm đâu. Mình phải qua đây mình đi chơm nước để mình tắm đây nè. Trời ơi, trời ơi, thầy cô đâu có dạy mình đi ăn cắp đâu, tự nhiên nay đi ăn cắp vậy. Trời ơi, chứ giờ thúi quá, biết làm sao giờ. Không phải biết rồi, nhưng mà hả, tao sợ đó là, ví dụ mà bây giờ mình đang tắm đó, rồi có một cái bạn nam nào, bạn nam đó thấy mình, rồi cái bạn nam đó hô hoáng lên cho mọi người nghe là nhục lắm luôn á. Trời ơi, có sao đâu, trời ơi, tao là cam anh chặn mà. Mày lo cái gì, tới là tao quất tới luôn á. Ôi, đi về đi, sợ lắm Trâm Anh ơi. Mệt quá, sợ hoài à. Cái gì đâu quá khổ ghê, đi đi theo tao nhanh lên. Đi đâu? Đi vô tắm mình đợi ơi. Đi 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 đi. Ê, khoan khoan khoan, gì kỳ vậy? Hả? Rồi giờ tao vô tắm là mày cũng vô luôn rồi, ai đứng canh? Ủa, tại sao phải canh vậy? Trời ơi, mày không canh rồi lỡ có ai vô cái la làng cái tao mày nhục chết luôn á. Ồ, lỡ mình đang tắm mà thằng nào nó mở cửa vô là nó hốt nguyên vụ trái cây luôn đó. Trời ơi, chết luôn á. Vậy không ấy bây giờ nha, mày đứng đây mày canh đi tao tắm nghe không? Bỏ tao mình ở ngoài hả? Ồ, chứ sao, nhưng mà phải có ký hiệu đàng hoàng. Ký hiệu sao? Thì giống như bây giờ tao tắm mà mà có ai tới cái mày la làng lên, mày thích ví dụ như thích những con thú gì đó. Ví dụ như con mèo kêu meo meo không? Hồi đó con chó kêu mày la lên hiểu không? Rồi. Mày thích con gì? Tao đang nằm khỉ đi, tao chọn con khỉ. Con khỉ nó hơi khó kêu, nó kêu sao ta? Kêu thôi bỏ đi. Ủa sao vậy? Nước không à? Bỏ cái con đó, mày thích con khác giùm tao đi. Để suy nghĩ coi tao thích con gì. Có rồi, tao biết rồi, tao sẽ thích con kiến càng. Con kiến càng nó kêu làm sao? Nó kêu u da. Ủa được luôn hả? Được. Biết sao nó kêu Uya không? Sao? Tại vì mỗi lần con kiến càng nó chích mình cái mình kêu Uya. Đó, Uya đó là cái tiếng của mình kêu á, chứ phải tiếng con kiến. Mày hay quá. Vậy bây giờ tao vô tắm nha, mày Uya cái tao chạy ra nghe không? Ok. Canh. Rồi tắm lẹ lẹ đó. Rồi. Tao sợ quá à. Vô rồi hả Trâm Anh? Rồi tao đang tắm mà có gì la làng nghe không? Uya. Chạy. Con người đâu có. Tao đang thử độ nhảy của mày đó, ai ngờ mày nhảy ghê. Mình phải thử, cái gì mình phải thử hết. Mày vui lắm chứ tao là tao hơi mệt rồi đó. Xin lỗi Trâm Anh, tao đi tắm nha. Ừ. Mày đi vô đi, mày vô tắm tao đi mày. Ủa giờ tao tắm trước luôn hả? Mày vô tắm nhanh giùm tao đi, tao mà mày hứa, mày hứa là đừng có bỏ tao nha. Không có bỏ mà. Tao sợ đàn ông lắm đó. Rồi. Nhớ nha. Tắm nhanh nha, tới tao đó nha. Trâm Anh ơi đừng bỏ mình nha. Không có bỏ mà. Ôi da. Tao ghẹo mình mà Trâm Anh. Ôi da. Dạ. Bạn là con gái ư? Bạn đi đâu đây? Mình đi kiếm bạn của mình á. Mình đi kiếm bạn hả? Đúng rồi. Bạn gì? Bạn nam. Nam gì? Bạn của mình tên tên Đạt. Tôi tên Đạt nè. Bạn tên Đạt hả? Chào bạn Đạt. Bạn khỏe không? Tôi không biết bạn vậy. Chào bạn Đạt, mình đi về nha. Đứng lại. Đứng liền đó nha tôi.
Ngồi đây làm cái gì? Kiếm xe nữ thì không ở. Qua kiếm xe nam làm gì? Ý đồ gì? Tính làm hại những bạn nam bên đây à? Trời à, mình đi lộn á. Đi lộn là sao? À, mình đi lạc á. Đi lạc là sao? À, là lạc lộn á. Là đi đâu làm gì có chuyện lộn ở bên đây? Chứ có lộn chứ. Là những chuyện lộn? Hoa hậu còn lộn được mà. Đi lộn vậy hả? Không. Qua đây làm cái gì? Nhưng mà bây giờ mình nhớ đường rồi bạn. Mình gặp bạn cái mình nhớ đường chào bạn Đào. Mình về nha bạn Đào. Tao về nha. Ê ê ê, bạn kêu ai mày tao vậy? Trong trường cô giáo dạy sao? Bạn bè với nhau thì kêu mày tao là sao? Bạn kêu ai mày? Mình không có gọi bạn bằng mày. Mà ý tao nói là tao về nghe không? Kêu mày tao vậy? Bạn kêu ai? Không có, là tao đi về á chứ chưa. Mày tự lo đi. Trời ơi, hết gan rồi. Dám vô đây. Để giờ khi vô tâm. Tôi giống con gái vậy? Ai ai vậy? Đi đi ra! Đi ra! Tôi tắm rồi, tôi trễ giờ rồi! Đi ra! Tao hỏi tôi xong vô à! Đi ra đi! Thôi đừng có xong! Đừng có xong! Tôi sợ đàn ông lắm! Để tôi ra! Để tôi ra mà! Đưa lối cho nàng đến đây. Đó chính là thần nước. Thần nước ư? Dạ đúng rồi. Ôi cha, ôi cha. Thần nước, đó là một vị thần tượng trưng cho sự mát mẻ, cho sự giải khát. Vị thần ấy thường sinh sống ở trong thao, trong chậu và trong lưu nữa. Đúng như vậy. Rất cân hạnh được biết nàng. Dạ. Ồ ồ quá ồ. Nàng cho ta mạo muội hỏi một câu được chứ? Dạ. Nàng tên gì vậy? Dạ. Nàng cho ta hỏi, nàng tên gì đó? Dạ. Nàng cho ta hỏi, nàng tên chi vậy đó hả? Dạ. Nàng bị khùng ư? Sao ta hỏi nàng tên gì mà nàng cứ đứng dạ hoài vậy? Ơ, dạ thưa chàng, em tên là Lâm Vĩ Dạ cơ mà. Ồ, Lâm Vĩ Dạ. Dạ. Một cái tên ám ảnh cuộc đời của tôi. Nàng qua ký túc xá nam để làm gì? Dạ thưa chàng, thần nước đã dẫn lối đưa đường cho thiếp đến đây. Dạ, thiếp đã vào ký túc xá nam và thiếp đã thấy được hai xô nước thật là mát lạnh. Thiếp đã chơi đùa, thiếp đã tung tăng và thiếp đã tắm sạch sành sanh hết hai xô nước ấy rồi. Ơ, mát quá. Hèn gì nào thật là xinh đẹp và sạch sẽ. Dạ. Để qua đây vui đùa với hai xô nước trong nhà tắm. Dạ đúng rồi. Tắm sạch sành sanh hai xô nước của ta vừa gánh gánh lên từ lầu ba xuống. Ê! Ê! Trời ơi! Hai xô nước của tôi gánh từ lầu ba lên đây. Muốn thở gần mệt gần chết. Bạn vô bằng tắm hết lấy gì tôi tắm. Tôi cho tôi đi đi. Tôi bằng giỡn tôi hả? Ờ, phải bằng thông cảm đi. Bởi vì cái túc xá nữ của mình bị cúp nước ba ngày nay rồi. Mình không có được tắm á. Cho nên mình mới mạo muội mình qua đây mình tắm. Bây giờ tắm hết của tôi bây giờ. Trả nước lại cho tôi. Trời ơi, nước ở đâu ra mà trả giờ này vậy?
rủ, nó rủ bạn bè tới. Tôi nói, bạn nói ơi, bây giờ trả tôi ai cũng đúng chưa? Bây giờ sao đây? À, có ai cứu tôi không? Cứu tôi với! Dừng ta lại! Thả bạn tôi ra! Nữa thì ra hai người tắm hết hai xô nước của tôi. Trả nó, trả nước đây, trả nước đây cho tôi. Bây giờ, bây giờ. Giờ nếu không hả? Nếu không, tôi sẽ bắt cả hai bạn ở đây nhốt trong toilet. Bắt đầu trừng phạt tại sao lấy tắm nước của tôi trốn qua đây ăn cắp nước là sao? Tự nhiên mà. Nữa hả? Vui quá đại ơi, vui quá. Vui vui. Báo mày tin mừng, báo mày tin mừng. Tin mừng gì? Tao bị cấm thi rồi. Cái chuyện đó tao biết lâu rồi. Cái chuyện mới nữa. Chuyện gì? Mày cũng bị cấm thi luôn rồi. Ô là sao? Mày đi trễ, tao thi hết trơn mày chưa vô nữa. Không sao. Tin mừng nữa. Cái gì? Tao mày thi lại thì chung. Hai bạn thấy chưa? Hai bạn thấy chưa? Tại hai bạn mà tôi tắm không được. Bây giờ tôi bị cấm thi rồi mà. Hai bạn thấy chưa? Tại hai bạn rồi tôi bị cấm thi đó. Không phải tại tôi. Thì tại ai? Tại nhà tắm này nè. Làm gì tại nhà tắm? Tiền đó, ở trọng mấy ghê lắm, không tin vô tôi tự đi.